Xin chào quý vị các bạn. Do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu nhanh kết hợp với rãnh thấp trong đới gió tây trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm qua đã có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong sáng nay tại nhiều địa phương của phía Đông Bắc Bộ ghi nhận được lượng trong 6 tiếng lên tới từ 30 đến 40 mm. Trong trưa chiều nay, thời tiết nhiều mây và có mưa vẫn còn tiếp tục duy trì tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ. Tại đây có mưa nhỏ và sương mù xuất hiện rải rác, sau đó mưa giảm xuống còn vài nơi. Riêng các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ, từ khoảng trưa chiều trời đã giảm mây và hửng nắng nhẹ. Dự báo từ ngày Chủ nhật, tức là ngày mùng 5 tháng 2 trở đi, thời tiết ở tại Bắc Bộ sẽ phổ biến là khô ráo do chịu sự chi phối chính của trường gió phân kỳ ở trên cao. Trong ngày sẽ có nắng nhiều hơn, nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng gia tăng. Trời chỉ còn lạnh vào đêm và sáng, còn ban ngày ấm áp với nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Bắc nhiệt độ còn lên cao và chạm tới ngưỡng 30 độ. Thời tiết phổ biến ít mưa ngày nắng sẽ còn được duy trì ở tại các tỉnh Bắc Bộ trong thời gian 3 tới 4 ngày tới. Phải tới khoảng đêm ngày mùng 8 tháng 2 sang ngày mùng 9 tháng 2, khu vực mới có sự chuyển đổi thời tiết khi đón một đợt không khí lạnh mới tăng cường, khiến trời chuyển mưa và nhiệt độ giảm thấp. Thời tiết cũng sẽ chuyển tạnh ráo hơn khi tại các tỉnh ven biển miền Trung từ ngày hôm nay, khi mà gió mùa Đông Bắc và nhiễu động gió Đông, các hình thế gây mưa chính cho khu vực suy yếu nhanh. Tiết trời ít mưa sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho các hoạt động dân sinh và thông thương hàng hóa ngoài trời. Dự báo trong thời đoạn 3 ngày tới ở tại các tỉnh Trung Bộ sẽ chủ yếu là những cơn mưa nhỏ, chỉ còn rơi rớt tại một vài địa phương và kết thúc nhanh. Nên nhiệt độ vì vậy sẽ có xu hướng gia tăng dần theo từng ngày. Trưa chiều trời có nắng với mức nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, được dự báo sẽ dao động phổ biến là từ 23 đến 26 độ. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ở vào khoảng từ 27 đến 31 độ. Thời tiết không chỉ giảm mưa tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, mà tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, thời tiết cũng sẽ tạnh ráo trong những ngày tới. Thời đoạn từ ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày mùng 7 tháng 2, thời tiết sẽ chủ yếu là không mưa, ngày nắng là tiết chủ đạo bao trùm trên cả hai khu vực. Nắng sẽ xuất hiện sớm hơn và kéo dài hơn trong ngày, cùng với đó thì nền nhiệt độ sẽ gia tăng. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở tại khu vực Tây Nguyên sẽ vào khoảng là từ 27 đến 30 độ và dao động từ 31 cho đến 33 độ ở Nam Bộ. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Mưa gió đang giảm dần trên khắp các vùng biển. Ở tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc chủ yếu ở mức cấp 5. Thời tiết ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động khai thác biển của bà con. Khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc phổ biến ở khoảng cấp 4, mưa xuất hiện vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Như vậy là hôm nay thì nắng ráo bắt đầu trở lại với Bắc Bộ sau một ngày mưa rào đúng vào tiết lập xuân. Trung Bộ cũng giảm mưa, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ trở lại với trạng thái nắng ráo điển hình của mùa khô. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại với chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!